Dạ xin mến chào quý cô chú và anh chị đã quay trở lại kênh Út Mai Vàng Tịnh Biên. Dạ lời nói đầu tiên, Út Mai Vàng Tịnh Biên xin kính chúc tất cả quý cô chú và anh chị đam mê mai vàng trên vùng miền đất nước luôn nhiều sức khỏe, an lành, hạnh phúc và thành công ạ. Dạ hôm nay là ngày 28 tây tháng 11 năm 2024. Em có sưu tầm về được 14 thôi mai vàng xù siêu đẹp, siêu độc lạ và muốn giao lưu cùng cô chú anh chị em ạ. Em cũng xin chân thành cảm ơn tất cả quý cô chú và anh chị em đã nhiệt tình ủng hộ cho em clip hôm qua nha. Rất mau lẹ, rất nhiệt tình, em bán hết luôn ạ. Và hy vọng clip này 14 cây này kính mong quý cô chú và anh chị nhiệt tình ủng hộ cho em được suôn sẻ cho mau lẹ ạ. Địa chỉ toàn lạc của em tại thị xã Tịnh Biên, cách chợ cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên 500m cho chú anh chị. Và số điện thoại em là 0919 755 533. Em có để số điện thoại bên góc phải màn hình của chú anh chị. Sau đó là số Zalo và Facebook của em nha. Dạ Facebook của em là rất quen thuộc ạ. Cô chú chị gọi lên bonsai Tịnh Biên là có trang cá nhân chính chủ của em nha. Thì rồi không để mất thời gian quý báu của cô chú chị, em vào cây số 1 đầu tiên luôn ạ. Và cây số 1 đầu tiên là cây mai xù trực lắc theo chú chị ha. Để thú ha, để cực kỳ đẹp ha. Dáng trực lắc hết chú chị. Cốt cành là đóng chính đẹp ha. Rồi em xem một vòng nha. Cây cực kỳ đẹp ha chú chị ha. Mặt nào cũng như mặt đó ha. Đế quá đẹp luôn, xù mà đế đẹp ha, đế dách chữ A luôn chú anh chị. Rồi em cho xin thông số em ơi. Cốt cành là đóng chuẩn đẹp ha chú anh chị ha, chì 1, 2, 3, 4 ha. Chiều cao 27 anh. Chiều cao 27 ạ. Đừng cái bầu 47, cái này của chú anh chị về mình ép vô chậu 5 ha. Tại vì mình những cây bonsai đó mình càng ép chậu nó càng đẹp ha, càng có giá trị ạ. Củ ở đây là 47 anh. Đây, cái củ mình nạt nó là 47 ha. Mình eo này. Mình eo là 38. Eo 38 ha. Cúc chi số 1, 12 à. Rồi, cúc chi số 1, 12 ạ. À. Cây cực kỳ đẹp ha. Hàng bonsai, xù bonsai, lùng lực. Cây cực kỳ đẹp ha chú chị ha. Em ôm cây mai cho chú chị giúp em. Đó, hàng sưu tầm ha chú chị ha. Vậy rồi, cây mai xù mã số 1 đầu tiên. Em xin bằng phép giao lưu cùng chú chị giá 7 triệu 500 ngàn ạ. À. Em bao ship cho cô chú anh chị mình là toàn quốc ạ. À. Thì rồi xin mời quý chú chị bước vào cây mã số 2, em xin mời ạ. Dạ rồi, tiếp tục vào cây mã số 2 ạ. Dạ, cây mã số 2 là cây mai vàng rất độc hết chú anh chị ha. Nhìn giống như con heo vàng ha. Đó, ở ngoài thì rất dễ thương hết chú anh chị. Cây này là cây sưu tầm hết chú anh chị ha. Con heo vàng có cái đuôi chú anh chị. Rất dễ thương ha. Cốt cành là trứng đẹp luôn. Cây này của chú anh chị nhìn ở ngoài rất dễ thương của chú anh chị. Rồi em xem đây. Cây này cây sưu tầm hết chú anh chị. Ha. Đó, mặt tiền mặt hậu rất đẹp ha chú chị, mình chơi được hai mặt ha. Ở trên có nguyên đường sống nè, đi gan con heo chú chị, rất dễ thương luôn ha. Rồi em cho xin số này. Cây này cây sưu tầm hết chú chị. Cái này có chú chị làm cây bonsai thứ gì chịu nổi. Chiều cao 20 anh. Chiều cao 20 ha chú chị. Đứng bầu 37. Đứng đến bầu 37. Cái này của chú chị giờ mình ép vô chậu 4 chậu 45 ha. Đâu quanh tổng gì là 35. Rồi, quanh là 35 ạ. À. Dài. Mình nằm dài. Mình dài là 24. Mình nằm dài 24. Cái eo ở trên này, đó cái eo đã vô chú rồi. Ờ đúng rồi. Ăn luôn cái giá cả thôi, hàng độc mà. Đang nghe đây là 30 anh. 30 ha chú chị ha. Cây cực kỳ đẹp ha. Cúc chi này là 12 anh. Rồi, cúc chi số 1 12 ạ. À. Cô chú chị nhìn thực tế ngoài rất đẹp luôn. Có đuôi rất dễ thương ha. Đúng con heo luôn chú chị. Đó, đúng con heo vàng ha. Đó, cái này chú chị về chơi phong thủy rất là tốt ha. Đem heo vàng về cho gia chủ ha, làm ăn thuận lợi ha. Vậy rồi, cây mai vàng mã số 2, cây con heo vàng, em đặt con heo vàng hết chú chị, cô chú chị ha. Em xin mạn phép giao lưu cùng chú chị và giá 8 triệu 500 ngàn. Em bao ship cho cô chú anh chị mình toàn quốc ạ. Vậy rồi, xin mời quý chú chị bước vào cây mã số 3, em xin mời ạ. Dạ rồi, tiếp tục vào cây mã số 3 ạ. Dạ, cây mã số 3 là cây mai vàng, dáng quái thú anh chú chị. Nhìn giống như một con thiên nga ha, nó có cái đuôi chú chị. Cái đuôi lắc qua đây luôn ha. Cái này đế đẹp hết chú chị. Rồi, em xe đẹp. Nhìn giống như con thiên nga đó chú chị. Mặt nào cũng như mặt đó ha. Mặt nào cũng đế rất đẹp ha. Đó, cái đuôi nè, nó sẵn nè. Nó sẵn thành chữ ớt ha. Rồi, em cho xin số em. Cao 22 anh. Chiều cao 22 ạ. À. Chiều cao
đứng đầu 50. Đứng đứng đầu 50. Cái này cô chú chị về cũng ép vô cho năm ha. Chậu năm hoặc chậu 55 ha. Cái cụ đặt là 51. Rồi, nguyên cụ đặt là 51 ạ. Eo là 25 ạ. Eo là 25 ạ. Số 1 là 11. Cúc chi số 1 11 ạ. Cây cực kỳ đẹp ha. Hàng sưu tầm ha chú chị. Cô chú anh chị chơi hệ quái thú rồi lấy cái này về chơi ha. Nhìn giống con thiên nga vậy đó. Ở ngoài cực kỳ đẹp luôn. Nó cái đuôi rất dễ thương của chú anh chị. Đó, cái đuôi sẵn nè. Ăn tiện cái đuôi ha. Nguyên cái ngực nó ưỡn ra nè chú anh chị. Nó y gan con thiên nga ha. Vậy rồi, cây mai vàng mã số 3. Em xin mạn phép giao lưu cùng chú anh chị giá 5 triệu ạ. Em bao ship cho cô chú anh chị mình là toàn quốc ạ. Thì rồi xin mời quý chú anh chị bước vào cây mã số 4 ạ. Em xin mời ạ. Giờ rồi tiếp tục vào cây mã số 4 ạ. Và cây mã số 4 là cây mai vàng. Giật lắc cành quyền hả chú chị ha. Cây màu có một cành quyền rất đẹp hả chú chị ha. Rất to luôn. Rồi em xây đây. Cây chuẩn đẹp hả chú chị ha. Đó, mặt tiền mặt hậu rất đẹp ha. Cái này ở trên ngọn em thấy còn lắc đẹp quá, em để lại cho cô chú anh chị mình chơi ha. Còn cô chú anh chị chơi thích lùng lực mình cắt ngay chảm luôn chú anh chị. Chảm luôn ha, em bấm vô đây. Chảm sát luôn ha chú anh chị. Lấy cái này làm ngọn lại ha. Nè, đó. Đó, làm cây trực lắc cành quyền rất đẹp ha. Tại trên cái ngọn nó lắc nè. Em để cho chú anh chị mình sử dụng luôn. Rồi, sử dụng của chú anh chị mình cắt ngay chân ý em gửi hồi nãy ha. Chiều cao 45. Chiều cao 45 ạ. À. Đừng đến màu 42. Cái này cô chú chị về mình vô chậu 45-50 ha. Cụ đặt là 45. Cụ đặt là 45 à. Cái này bể đế đẹp ha chú chị. Bể đế em chưa khai thác ha. Cái quành eo là 30. Quành eo lô chuẩn là 30 ạ. Rồi cốt chi số 1 15 à. Cây cực kỳ đẹp ha chú chị. Chị hồi nãy là trên ngọn hồi nãy em tính chảm rồi nhưng mà thấy nó lắc nó dặn cũng rất đẹp ha, nó có cốt cành luôn của chú anh chị, em chừa lại ha. Nó cô chú anh chị cắt ngay chân cho nó ý em ha. Nó được, nó thứ gì chú nói nó ngay chân đó của chú anh chị, nó cực kỳ whip ha. Vậy rồi cây mai vàng mã số 4 em xin mạn phép giao lưu cùng chú chị giá 5.500.000 ạ. Em bao ship cho cô chú anh chị mình là toàn quốc ạ. Thì rồi xin mời quý chú anh chị bước vào cây mã số 5 ạ. Em xin mời ạ. Dạ rồi tiếp tục vào cây mã số 5 ạ. Dạ cây mã số 5 là cây mai vàng. Chực lắc cành phóng hả chú anh chị ha. Cành bay rất đẹp ha. Đó thân bay lắc lượng rất đẹp chú anh chị. Cụ đế rất đẹp ha. Rồi em xe đây. Hàng sưu tầm hả chú anh chị. Hôm nay lên 14 cây. Mỗi cây mỗi dáng thế khác nhau ha. Đó, mấy cây sau là mấy cây whip hết chú chị, cô chú anh chị ha. Em đang quay mấy cây nhỏ nhỏ ha. Cô chú anh chị ráng đón xem hết clip ha. Chiều cao 32. Đứng đến bầu 45. Cái này cô chú anh chị về em ép vô chậu 45 rất đẹp ha. Cụ đặt là 51. Cụ đặt 51 ạ. Quành eo là 25. Quành eo 25. Cốc cạnh luôn nha. Rồi, cúc bài dài 52 ạ. À. Cúc chi này 16. Rồi, cúc chi số 1 16 ạ. À. Rất to ha chú anh chị. Đó, cô chú anh chị nhìn cúc bài lắc lượng rất đẹp ha. Lắc 3D luôn. Đó, trong hình của giáo của chú anh chị thấy không có 3D chứ ngoài nó lắc như lắm nha. Lắc như lò xo đó. Đó, cô chú anh chị nhìn nè, nó lắc như lò xo rất đẹp ha. Dạ rồi, cây mai vàng mã số 5. Em xin mạn phép giao lưu cùng chú anh chị giá 4 triệu ạ. À. Em bao ship cho cô chú anh chị mình là toàn quốc ạ. À. Rồi xin mời quý chú anh chị bước vào cây mã số 6. Em xin mời ạ. À. Giờ rồi tiếp tục vào cây mã số 6 ạ. À. Mã số 6 là cây mai vàng. Quái hơn chú chị ha. Cây này cây phong cách ha. Đó, dáng là dáng bài của chú anh chị. Đó, dáng bài là cắm đầu ha. Cái thân bài lắc lượng rất đẹp chú anh chị. Ăn tiền ăn con cái con này ha. Con chỏ rất đẹp ha. Đây, em xem đây. Đó. Cái này bài phong cách ha. Hôm nay lên 14 phôi. Mỗi phôi mỗi dáng thế khác nhau ha. Mỗi phôi mỗi giá đẹp khác nhau. Tha hồ cô chú anh chị em mình sưu tầm và chọn lựa ha. Cây cực kỳ đẹp của chú anh chị. Cao 24 à. Chiều cao 24 à. 42. Đứng bầu 42.
55. Tủ đặt 55. Quần eo là 25. Eo 25. Tấn ba dài là 45 anh. Tấn ba dài là 45 ha. Cây này cây phong cách ha cô chú anh chị. Đó, bên vườn em là chuyên sưu tầm những cây bonsai chuẩn đẹp ha. Quái được cô chú anh chị. Đó, em lựa cây cây chuẩn thôi cô chú anh chị. Đó, em lựa là cây cây đẹp thì cô chú thấy đẹp à. Dạ rồi, cây mai vàng mã số 6. Em xin mạng phép giao lưu cùng cô chú anh chị giá 3 triệu 900 ngàn ạ. À. Em cũng bao ship cho cô chú anh chị mình là toàn quốc ạ. À. Dạ rồi, xin mời quý chú anh chị bước vào cây mã số 7 ạ. À. Em xin mời ạ. À. Dạ rồi, tiếp tục vào cây mã số 7 ạ. À. Cây mã số 7 là cây mai vàng quái ha chú anh chị ha. Nó có mấy cái cò chú anh chị, rất là quái ha. Cây ngoài rất là gần gút chú anh chị. Đó, cụ để như cụ sứ vậy đó. Rất đẹp ha. Rồi em xem nè. Quái gì cà na. Hôm nay lên 14 thôi, mỗi thôi mỗi dáng thế khác nhau, mỗi thôi mỗi vẻ đẹp khác nhau của chú anh chị. Tha hồ của chú anh chị sưu tầm và chọn lựa ha. Rồi em tiến hành em đo số. Giá mềm sinh viên cho cô chú chị về mình chơi ha. Cao 35. Chiều cao 35. Đường kính bầu là 45. Cái này chú anh chị về mình vô chậu 45 ha. Nói chung với cây bonsai của chú anh chị càng ép chậu càng đẹp ạ. À. Đừng ham chậu lớn ha. Cũ đặt là 58. Cũ đặt là 58 ạ. À. Quần eo đi ha. Quần eo là 28. Eo 28 luôn. Cây quái không chú anh chị ha. Mấy cây quái của chú anh chị đừng có ham mà mình chừa chi nhiều ha. Chị 1, 2, 3 với cái đỉnh là mình chơi đi. Mình khoe cái thân nó, đường thân nó đẹp quá chú anh chị. Mình khoe đường thân quái của nó chú anh chị. Đó. Cũ quá đẹp em ơi, mới cũ em. Đó, rất quái ha. Rồi. Vậy rồi cây mai vàng mã số 7 em xin mạng phép giao lưu cùng chú anh chị giá 2 triệu 500 ngàn ạ. À. Em bao ship cho cô chú anh chị mình là toàn quốc ạ. À. Vậy rồi xin mời quý chú anh chị bước vào cây mã số 8 ạ. À. Em xin mời ạ. À. Dạ rồi, tiếp tục vào cây mã số 8 ạ. À. Cây mã số 8 là cây mai vàng quái thú ha chú anh chị ha. Nó nguyên cái bệ nữa chú anh chị nhìn nè. Nguyên cái bệ nha. Đó, cái đuôi sao nè, nó sẵn như lò xo chú anh chị. Rất đẹp ha. Đó, thú từ thú nằm ha. Rồi em quay đây. Cô chú anh chị hệ quái mình lấy mấy cái này mình chơi chú anh chị. Nói chung là mấy hàng này không giống ai ha. Nói với mấy cây này cây phong cách không à, cây quái không à. Rồi em cho xin số nha. Cái này em không biết sao đo hoành luôn. Nè. Nó vắn nó nguyên một cục này, nguyên bệ nạc nó chú anh chị. Chiều cao 28. À. Chiều cao 28 ạ. À. Đường kính bầu 42. Đường kính bầu 42. Em đo nguyên cái cũ ở dưới đi. À. Em đo cũ đi anh chị em đo. Không có giá cả học vậy qua. Ờ nguyên cũ sát cho luôn, sát cái đuôi luôn đi. Nhìn này. Chỉ này là 45. 44. 44. Rồi em đo cái này luôn đi. Nói chung ở cũng khó đâu Quạnh. Đây là 19. Rồi ăn thua có giá cả thôi đó chú chị ơi. Cái chỗ nào mà mình thọt cái dây qua mình đo được thì em đo cho cô chú chị ha. Còn em thọt qua không được thì thọt dây qua không được thì đo cho nhiều chỗ cho cô chú chị hình dung. Em ôm cái cây mai. Cây ngoài rất dễ thương của chú chị. Cái củ ngoài chà bá luôn ha. Vậy rồi cây mai vàng mã số 8 em xin mạng phép giao lưu cùng chú chị giá 3 triệu 500 ngàn ạ. À. Em bao ship cho cô chú anh chị mình là toàn quốc ạ. À. Vậy rồi xin mời quý chú chị bước vào cây mã số 9 ạ. À. Em xin mời ạ. À. Dạ rồi tiếp tục vào cây mã số 9 ạ. À. Dạ cây mã số 9 là cây mai vàng quái hơn chú chị ha. Ở hai thằng quái nó quyện nhau rất đẹp ha. Cái này cô chú chị làm cây bay rất đẹp ha. Rồi em xây đẹp. Hổng gà em lên mấy mẫu cây này của chú anh chị của chú anh chị khi nhận cây đó khen cây đẹp ha. Rồi em cho xin một số nha. Tại những cái này cái mấy cây chuẩn bonsai của chú anh chị em lựa mỗi cây mỗi dáng thế khác nhau ha. Chiều cao 25. Đường kính bầu 45. Cây này của chú anh chị về mình ép vô chậu 45 ha. Rồi cái củ đặt là 50 rồi. Rồi nó liền luôn, dính liền luôn, giống cây nải luôn. 43 ha, nguyên cái củ nạt nó 43 ha, cái này không có nhét không dây vô đâu được ha chú chị.
Rồi em đo cái chi số 1 đi, tính hoành đi. Đây là 20 anh. Rồi 20 ha, tính hoành 20 đi. Cái này có thể cô chú anh chị về mình bật xuống mình chơi cây bay cây đổ rất đẹp chú chị. Cây bán đổ cũng rất đẹp ha, tại nó có cái gọng sẵn nè. Cô chú nghiêng vô xuống xíu là mình chơi cây đổ đẹp lắm cô chú anh chị. Em chơi đây. Trong mấy mẫu này cô chú anh chị mình dễ phá thế lắm. Yêu cầu có cái co cái gọng là mình lạc xuống mình chơi cây đổ cây bay rất đẹp ha. Đó tại mình chơi đa dạng của chúng chị. Chơi cây nào mình cũng chơi, chơi cây trực nhìn dễ chán lắm. Vậy rồi cây mai vàng mã số 9. Em xin bằng phép giao lưu cùng chúng chị giá 2.300.000 ạ. À. Em bao ship cho cô chú anh chị mình ở toàn quốc ạ. À. Vậy rồi xin mời quý chú chị bước vào cây mã số 10 à. Em xin mời ạ. À. Vậy rồi tiếp tục vào cây mã số 10 ạ. À. Vậy cái mã số 10 là cây mai vàng trực lắc cành quyền hết chú chị ha, rất đẹp ha. Quay nè, cây này để đẹp hết chú chị, cây có một cành quyền nó lắc rất đẹp chú chị. Rồi em cho xin thông số em ơi, hôm nay lên được 4 cây, mỗi cây mỗi dáng thế khác nhau ha, giá xin riêng cho cô chú chị em mình sưu tầm và chọn lựa ha. Cao là 22, chiều cao 22, đường kính bầu 40. Cái này của chú chị về mình ép chậu 40 luôn đi, chậu 40 rất đẹp ha. Cũ đặt là 44, cũ đặt là 44 à, quần eo là 24, quần eo 24 à, chi này là 14, rồi chút chi đổ 14 à. Đó thành quyền nó lắc rất đẹp ha chú chị, nhìn nè, đó thành quyền nó lắc ha rất đẹp luôn. Dạ rồi cây mai vàng mã số 10 em xin bằng phép giao lưu cùng chú chị giá 1.900.000 ạ. À. Em bao ship cho cô chú anh chị mình là toàn quốc ạ. À. Dạ rồi xin mời quý chú anh chị bước vào cây mã số 11 ạ. À. Em xin mời ạ. À. Dạ rồi tiếp tục vào cây mã số 11 ạ. À. Dạ cây mã số 11 là cây mai vàng quái hả chú chị ha. Cây mai vàng quái thú gọng chữ C luôn. Cây cốt cành số 1 rất là to chú anh chị. Đó, cành số 1 cũng bằng cái thân luôn. Rồi em quay đem. Đó mặt nào cũng như mặt đó ha. Quái thú hết chú anh chị ha. Rồi em cho xin thông số em ơi. Chiều cao 35. Chiều cao 35. Đường kính bầu là 42. Đường kính bầu 42. Cái này chú anh chị về mình ép vô chậu 45 ha. Cái cú đặt là 50 anh. Rồi cú đặt cái bệ đó là 50 ạ. À. Quần eo là 29. Quần eo 29 ạ. À. Cúc chi này là 19 ạ. Cúc chi số 1 19 ha. Cây rất đẹp hả chú chị. Mặt nào cũng như mặt đó ha. Quái thú hả chú chị. Gọng chữ C ha. Vậy rồi cây mai vàng mã số 11. Em xin bằng phép giao lưu cùng chú chị giá 4 triệu ạ. À. Em cũng bao ship cho cô chú anh chị mình là toàn quốc ạ. À. Vậy rồi xin mời quý chú chị bước vào cây mã số 12 ạ. À. Dạ em xin mời ạ. À. Dạ rồi tiếp tục vào cây mã số 12 ạ. À. Dạ cây mã số 12 là cây mai xù lùng lực bứt măng theo chú chị ha. Xù 100%. Xù không còn chỗ để xù ha. Hàng này hàng khủng hết chú chị ha. Cốt cành gió ngọn luôn. Em để thùng suối cho cô chú chị xem em. Đó hết sức cây xù chú chị. Cô chú chị so sánh với bình nước suối ha. Nó bình suối nó hoành 80 chú anh chị. Nó ngang ngửa với bình suối ha. Xù mà đế đẹp hết chú anh chị. Hai dách với đế nè. Dách với A ha. Cốt cành to lực 24 cốt cành nha. Hết sức cốt cành nè. Cốt cành mười mấy 20 không chú anh chị ha. Cây cực kỳ đẹp ha. Xù không còn chỗ để xù luôn. Cây này sạch sẽ hết chú anh chị. Cây này em mua của anh em chơi dân chơi bonsai đó. Người ta nuôi cốt cành, nuôi ta nuôi đó chú anh chị. Em về em đôn đồ lên ha. Đó. Cây cực kỳ đẹp luôn. Xù mà vàng cháy luôn hả chú chị. Cái này vàng như 4 số 9 vậy đó. Cái này xù chảy tự nhiên ha. Rồi em tiến hành em đo thông số em ơi. Cây này hàng sưu tầm hả chú chị. Lùng lực luôn. Chiều cao 45 anh. Chiều cao 45. Siêu lùng lực. Đường kính bầu là 70. Đường kính bầu 70. 70 nhân cho 3 à, cô chú anh chị là cái tổng nội đế nó là 201 ha. Sát vị trí này là 64. Rồi đây, hoành chuẩn 64 ha. Em đo sát đây luôn nè. Ăn không có giá cả thôi. Đo nửa cây luôn nè. Ờ đúng rồi. Vị
trí này cũng sắp rồi 63 ha chú anh chị ha. Em đo hai vị trí cho cô chú anh chị hình dung cái độ năng cây ha. Em đo hạ một cục cạnh em. Cây này là 15. 15 à. Cây cực kỳ đẹp ha. Em đi một vòng em báo giá cho cô chú anh chị ha. Xù 100%. Nào giờ mới thấy cái xù hết sức xù của chú anh chị. Xù dần cháy ha. À, cây này có một chút thẹo của chú anh chị, thẹo thời gian ha. Đây. Khoảng hai ngón tay là bích ha của chú anh chị ha. Cây này của anh em chơi chơi nuôi nuôi bonsai đó, tôi hẹo rất hay của chú anh chị. Đó, của chú anh chị nhìn ngoài cực kỳ đẹp ha. Hàng sưu tầm kia chú anh chị. Cây ở ngoài trồng do luôn. Cây ngoài rất nâng cây của chú anh chị, những sát ngoài như quạnh 80 á. Đó, người mẫu ôm được chú anh chị hình nhìn nè. Em để thủng xuống nè. Đó, của chú anh chị nhìn hình nông quen thì có vật đó chứng là cái bình nước suối ha. Rồi người mẫu cũng ôm cái cây mai ha. Đó, cái bình nước suối được khoảng 80 đó, ngang ngửa đó chú anh chị, nhìn nó cái độ nó nâng cây chú anh chị nhìn nó ngoại sát nó rất lớn ha. Em bao là trong hình chỉ có 6-7 thôi. Ở ngoài đẹp tới 10 ạ. Giờ rồi cây mai sù mã số 12. Em xin mạng phép giao lưu cùng chú chị giá 48 triệu ạ. À. Em bao ship cho cô chú anh chị mình là toàn quốc ha. Dạ rồi, xin mời quý chú chị bước vào cây mã số 13, em xin mời ạ. Dạ rồi, tiếp tục vào cây mã số 13. Dạ, cây mã số 13 là cây mai vàng, đế khủng ha chú anh chị ha. Đó, cốt cành cành phóng rất đẹp ha. Chụp cành phóng đó chú anh chị. Đây, quay cái đầu đế cho chú chị xem ha. Cái này hồi xưa cũng nằm trong lưu trong khạp chú anh chị. Nó bệnh đế dữ lắm nha. Đó, đế nó bệnh hai ba lớp dữ đây rồi chú anh chị. Cây này cũng rất già ha, nó đang lên sù rất là nhiều ha. Em không có tính sù ha. Cái này tương lai của chú anh chị về mình trồng lại lên sù dữ lắm nha. Cây này cây phong cách hết chú anh chị ha. Cây cực kỳ đẹp luôn. Hàng sưu tầm heo chú anh chị. Đế ngoài dữ lắm của chú anh chị ơi, nó hai ba lớp nha chú anh chị. Đó. Nó bệnh như ghế cái ghế dắt nồi mình vậy đó. Nó hai ba lớp nằm bệnh cục dưới chú anh chị. Cái cốt cành phóng chuẩn đẹp ha chú anh chị. Lát lượng rất đẹp luôn. Rồi, em tiến hành em thoa thông số thôi. Hàng sưu tầm theo chú anh chị ha. Chiều cao 65. Chiều cao 65. Đường kính bầu 70. 70 nhân cho 3 nồi đế là tương đương là 201, 202 ha chú anh chị ha. Cành phóng bay là 85. Rồi, cành phóng bay dài 85 ha. Vị trí này là 59. 59 hoành. Cái cốc cành phóng như vậy. Cốc chi cành phóng là 29. Cốc chi cành phóng 29 nè. Bài rất đẹp ha chú anh chị ha. Cây này cây sưu tầm ha chú anh chị. Cây này cây phong cách này chú anh chị, phong cách nước ngoài luôn á, chực cành phóng. Bên vườn em là sưu tầm những cây mai đẹp chú anh chị, cây nghệ thuật ha. Mấy mẫu cây em lựa là hàng của em là không có giống ai luôn chú anh chị. Mỗi cây mỗi dáng thế khác nhau ha, mỗi cây mỗi giá đẹp khác nhau. Nó cành phóng nè, nó lắc rồi, lắc rất đẹp chú anh chị. Rất là duyên ha, mỗi cái lá một cốt cành ha. Dạ rồi, cây mai vàng mã số 13 em xin mạng phép giao lưu cùng chú chị giá 25 triệu ạ. À. Em bao ship cho cô chú anh chị mình là 300 số ha. Cái này ship xa em có đóng hàng không sắc chi phí nó hơi cao, chú chị thông cảm giùm em ha. Dạ rồi, xin mời quý chú chị bước vào cây mã số 14 ạ. À. Em xin mời ạ. À. Dạ rồi, tiếp tục vào cây mã số 14 ạ. À. Dạ, cây mã số 14 là cây mai vàng. Lùng lực ha chú anh chị ha. Cây này cốt cành em thấy đẹp chú anh chị. Em để tông cao ha. Đó, cây này đế cực kỳ đẹp ha chú anh chị. Đế xè 48 giờ luôn, hút 48 giờ luôn. Đế nào đứa nấy nè, chú anh chị nhìn nè. Đó, cái tay em nè chú anh chị. Rất đẹp ha. Cây này cũng có đường cắt lùng của chú anh chị. Đó, của chú anh chị cắt ở đó ha, mình chơi cây lùng lực ha, cục lùng lực cành phóng luôn. Đó, có cành phóng rất đẹp luôn chú anh chị. Đó. Đó, tại cái đồng trên đây còn cốt cành nè. Đó. Em chừa thủ cho chú anh chị ha. Đó, em chạm cho đó là thứ gì chú nói, chơi cây lùng lực rất đẹp luôn chú anh chị. Chi 1 2 3 chi phòng có đầy đủ ha.
Cái này em thương nhất là bộ đế chị, bộ đế ngoài không tưởng ha chú chị. Đây, để nào hết sức đế luôn chú chị, ở tay em nè đó ha. Cái này cũng đang bể xù review hết chú chị ha. Đây, đế đẹp là bốn vách gà nồi luôn chú chị, mặt nào cũng như mặt đó ha. Chung cái này đế cái bằng đế vip rồi, cây sạch sẽ không hề vít luôn. Cô chú anh chị cái hệ lồng lực mình bấm ở chân đây là thứ gì chịu nổi chú anh chị, em bấm rồi đó, em góp ý cho cô chú anh chị ha. Đây đó, chơi cây lồng lực rất đẹp ha, lồng lực mà có cành phóng rất đẹp luôn. Rồi em cho xin số mời, cao là 1 mét anh, chiều cao 1 mét ạ. Đường kính bầu 85, hết sức cái nồi đế 85 nhân cho 3,14 là nồi đế 240-250 ha chú chị ha. Đây chế này là 61, rồi quanh 61 mà quần eo xích lên trên phía đi. Rồi cũng còn 60 ha, rồi cũng còn 60 của chú chị, 60-61 đi, tính 60 cho nó tròn chú chị. Cốt chi này 26 anh, cốt chi 26 ạ. Đây của chú chị nhìn nè, đó cây này cắt cây lồng lực thứ gì cho nổi chú chị. Đây đó, em góp ý cho chú chị ha, cô chú chị ha, đó cắt ngang đó thứ gì chịu nổi. Cái này tương lai về của chú chị nuôi là nó lên sụn nha, đó như anh em khác cái này tính sụn nữa chú chị, nó bể sụn rất là nhiều ha. Có lúc em cắt lồng lực thì những cô chú anh chị ngược lại thì thích cái tông cao, thì cô chú chị nói sao không để cái tông cao cho người ta dễ chơi, tại vì Tết người ta thích chơi bông á. Còn bên em thì em chuyên bonsai, nó cây nào chạm được bonsai là em chạm luôn rồi. Nó với em mua bán em để thủ cho chú chị ha, nó em bán như đa dạng khách mà, khách thì thích tông cao, khách thì thích tông lùng, khách thì thích cây đổ, cây bay, cây quái, đó nói chung em mua bán em để đa dạng lắm. Nhưng mà em góp ý cho chú chị ha, đó hai đừng chơi. Dạ rồi, cây mai vàng mã số 14 em xin bằng phép giao lưu cùng chú chị giá 22 triệu ạ. Em bao ship cho cô chú anh chị mình 300 số ha. Cây này ship xa tốn chi phí dữ lắm chú chị. Cái bầu đường kính nè, để dẫn trên chiếc xe năng em là 500 kg nè, ngoại nặng lắm chú chị. Đó, tiền ship hơi cao, cô chú chị thông cảm cho em ha. Dạ rồi, cây mai vàng mã số 14 cũng là cây cuối clip ạ. Dạ cuối clip em xin chúc toàn thể cô chú anh chị xem clip được vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc phát tài. Cô chú anh chị đi ngang qua chưa đăng ký kênh nhớ nhắn cho em xin một đăng ký kênh, một lượt like, một lượt chia sẻ để em có nhiều động lực sưu tầm nhiều cây đẹp về phục vụ cho cô chú anh chị ạ. Rồi em xin chào quý chú chị, hẹn quý chú chị clip sau, em chào ạ.